xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi thân, bon chen, vất vả nhưng chưa chắc được ghi nhận. Tử vi tháng 11 âm lịch cho biết, bản mệnh đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ cuộc, hành trình của hai cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn để bạn thêm trân trọng thành công trong tương lai của chính mình. Tháng 11 âm lịch này, người tuổi thân nên chuẩn bị cho mình một tinh thần mạnh mẽ và một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng vượt qua những trở ngại trong tháng giáp tỷ. Nguyệt lệnh tuyệt nên vận trình sự nghiệp của những chú khỉ thời gian này có nhiều khó khăn, trở ngại hơn bạn dự đoán nhiều. Bạn có cảm giác không được an tâm vì nhiều việc bị thay đổi kế hoạch vào phút chót. Những thay đổi ban đầu còn đòi hỏi bạn thích nghi nhanh, nên bạn vất vả vô cùng. Thế nhưng, lâu dần thì mọi thứ cũng thành quen, bạn phản ứng nhanh chóng hơn, nhờ thể mà căng thẳng cũng được giảm nhẹ. Trong thời gian này cũng có nhiều vấn đề cạnh tranh, bản mệnh có cảm giác không vui khi mình phải bòn chen hoặc cố tìm lợi thế cho mình, tránh bị gây hại. Đó là lý do gây ra những lời đồn đại xấu về bạn, sự ghen ghét giữa người làm được và người không làm được. Tháng này, bản mệnh cũng phải lưu tâm tới khỉ cạnh thể lực vì có ngũ quỷ hung tinh gây hại cho sức khỏe của bản thân. Đó là có kết quả của việc bạn thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, phải đấu tranh tâm lý trong công việc trong khoảng thời gian dài. Về phía cạnh tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy đào hoa ghé thăm nhưng là phụ nữ bản mệnh, chẳng nên, lã lơ. Ai cũng thích, ai cũng mở lòng. Nên có một số quy tắc riêng cho bản thân. Khi bạn đoan trang, không cật nhã, bông đùa thì mới nhận được sự tôn trọng của đối phương xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Ảnh hưởng của thiên quan nên trong tháng mới bận rộn, không có thời gian đánh giá, nhìn nhận lại một cách khách quan. Có những lúc bạn quyết định sai nhưng vẫn phải bước tiếp, không có cơ hội được lùi lại. Không những thế, nhiều người còn bị đồng nghiệp đối tác che xấu, gây hại khiến bạn thiệt hại lớn hơn. Thế nhưng, xem ra việc lẫn tiếng đệ tranh cãi không có ích trong thời điểm này, thay vào đó còn giáp người tuổi thân nên luôn cảnh giác, đề phòng, tránh rơi vào những cái bẫy của kẻ xấu. Một số người tuổi thân trong tháng này có thể nhận thấy một vài dự án cá nhân của mình đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu nguồn lực của bạn đang cạn kiệt, bạn nên cân nhắc thu hẹp quy mô dự án. Lời khuyên dành cho bạn đó là nên biết tận dụng hành trình của mình. Từng việc bạn làm tốt cũng rất đáng để ăn mừng rồi. Đừng vì cố gắng hay kỳ vọng rằng mình có thể hoàn thành việc gì bởi khả năng cao bạn sẽ không thành công đâu. Hãy thư giãn, nghỉ ngơi, đợi thời điểm khác tốt hơn nhé. Đừng cố gắng làm mọi thứ nếu vượt ngoài tầm kiểm soát. Cố gắng đừng nhìn nhận lại mọi việc một cách quá nghiêm túc. Nếu học cách cười vui với chính mình, bạn sẽ không dễ nổi cáo và có thể tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Đây không phải là thời điểm phù hợp cho chuyện yêu đương. Hãy dành thời gian vào những việc thú vị hơn. 2. Luận về phương diện tài chính có vẻ như mọi thứ không khởi sắc, tình hình tài lộc hay kinh doanh của con giáp này chỉ ở mức trì trì, khó khăn vẫn còn, mà chính bạn cũng chưa tìm được hướng đi. Với những ai muốn đổi việc thì nên thận trọng vì nguy cơ thất nghiệp kéo dài khiến bạn không có thu nhập để trang trải cuộc sống. Hãy trân trọng bất cứ cơ hội nào mà bạn đang có trong tay vì nó vô cùng quý giá. Với những ai có khả năng khai thác dòng tiền đang có thì cũng tập trung phát huy những điểm mạnh này. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thận trọng hơn. Khi có nhiều cơ hội đầu tư dễ dàng thì khả năng xảy ra rủi ro cũng tương đối lớn. Hãy cân nhắc kỹ và lên kế hoạch cụ thể để đảm bảo tiền vốn của mình để nhé rủi ro ở khắp mọi nơi, không ai có thể đảm bảo bạn sẽ kiếm được lợi nhuận. Nhưng đừng mạo hiểm nếu không có sự chuẩn bị, nếu không có kế hoạch đề phòng thì việc nhảy khỏi những vách đá là không dễ dàng chút nào. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Nhờ biết đặt bản thân vào vị trí của người khác mà phương trình tình cảm của con giáp người tuổi thân khi bước sang tháng giáp tỷ này có nhiều tiến triển tích cực. Thay vì hờn giận nhau như trước đây, thì lúc này hai bạn đã có sự thấu hiểu. Thậm chí có những cặp đôi sau thời gian đồng cam cộng khổ thì lúc này đã biết bắt đầu hãy trái ngọt. Hơn nữa, nhờ có tam hợp nâng đỡ mà người tuổi thân trong thẳng mới khéo léo hơn trong giao tiếp. Nhờ đó mà không chỉ một nửa của mình yêu thương mà còn có thể làm đẹp lòng mọi người xung quanh không nhận thế, có những người tuổi thân sẽ nhận được sự hỗ trợ to lớn từ gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp của mình trong tháng này. Chẳng cần phải mở lời, họ cũng có thể đề nghị giúp bạn ngay. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng mới, bạn nên sắp xếp lại cuộc sống của mình để biết đâu là thứ tự cần ưu tiên. Ví dụ tình hình sức khỏe muốn cải thiện thì không được lờ là như trước đây. Hãy dành khoảng thời gian các ngày cuối tuần trong tháng này cho việc luyện tập thể thao, tham gia các hoạt động ngoài trời để lấy lại nguồn năng lượng đã mất đấy nhé. Có thể thấy, sau khoảng thời gian mãi theo đuổi danh vọng, ước mơ thì con giáp người tụ thân bị mất cân bằng khá nghiêm trọng về mặt tinh thần. Hãy tìm một khoảng lặng, ngồi thư giãn bên cốc cà phê và thưởng thức một cuốn sách hay để cảm nhận sự ổn định hơn Ngoài ra, nếu có thể, hãy năng tham gia các hoạt động xã hội ngoài trời và theo đuổi một thủ vui nào đó, hoặc đi giúp người khác, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi có thể hỗ trợ người khác làm được một điều gì đó tốt đẹp. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. 1 tuổi bình thân, sinh năm 1956, mệnh hỏa. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Có những thứ quan tâm cũng vô ích, hãy dẹp bỏ nó khỏi tâm trí. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tiểu nhân, tuổi dần, tuổi mùi. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. 2 tuổi màu thân, sinh năm 1968, mệnh thổ. nam sao thổ tủ, nữ sao phần hận khẩu quyết, đừng đóng vai trò nạn nhân, hãy chủ động trong tình huống của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sổ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. 3. Tuổi canh thân, sinh năm 1980, mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch khẩu quyết. Bạn có thể tự mình kiểm soát tình hình đang diễn ra, không đùng đậy trách nhiệm. Quý nhân phù trợ tuổi sậu, tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi tuất, tuổi mão, màu sắc may mắn màu đỏ, màu tím. 4. Tuổi nhâm thân, sinh năm 1992, mệnh kim. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ tủ, khẩu quyết. Học cách thích nghi nhanh để sẵn sàng vượt qua trở ngại quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi mão tiểu nhân tuổi ngọ tuổi tỵ màu sắc may mắn màu đỏ màu xám năm tuổi giáp thân sinh năm 2004 mệnh thủy nam sao thổ tủ nữ sao phần hận khẩu quyết khuyên bạn nên ưu tiên những giải pháp an toàn cho tuổi tiền của mình quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi thân tiểu nhân tuổi tuất tuổi hợi màu sắc may mắn màu tím màu trắng